thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Là do kẻ vuốt tóc em và là do nỗi cùng em. Tôi đi tìm khắp nơi một chốn thật thuận tiện hầu giúp tôi thiền định. Thế nhưng tôi không ngờ chốn ấy lại đang ở tại nơi này, đang ở bên trong con tim và tâm thức tôi. Mọi phép thiền định cũng chỉ ở nơi này. Trong mỗi con người chúng ta, sự sinh già nua bệnh tật và cái chết cũng chỉ ở nơi ấy. Tôi lang thang khắp nơi cho đến lúc kiệt lực. Thế nhưng khi dừng lại thì tôi mới khám phá ra rằng những gì tôi đi tìm, nó đang ở trong tôi. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua im đêm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Vì đã có ngôi em thơm ngọt ở sen hồng,
nay anh không thèm đi chơi. Xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người, tráng chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm kéo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xin mê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tôi thêm vào lòng người, chán chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh trời. Như chứa cả mùa xuân. Anh không thèm kéo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người, chán chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này dạ, hôm nay em có cảm giác thật là hạnh phúc vì mẹ em đã lên phát biểu và cảm nhận và đón nhận quy trình cả ba em nữa. Em rất là hạnh phúc, em rất là biết ơn cô đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho gia đình em ạ. Dạ. Và hôm nay vợ em cũng có một bài học và cũng đã nhận ra. Và mong cô giúp đỡ vợ em để hai... Cô ơi, tối nay em nghe cô nói sắp hết khóa học. Em bật khóc ra cô ơi, em sợ phải xa cô. Em không muốn xa cô. Xin cô mở rộng lòng tay đón nhận chúng em, để chúng em có được một người thầy, một người mẹ bên cạnh mà tâm an, sức khỏe được dồi dào. Xin cô đón nhận chúng em. Em cảm ơn cô. Cô không biết cô có cảm nhận được không, chứ khi em nhận được những gì cô nói với em, những từng lời nói của cô, em cảm nhận được em cô giống người mẹ thiêng liêng của em nữa cô. Nước mắt em cứ trào mỗi khi em nghe được giọng nói của cô, nó ấm áp lắm cô. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Suốt đời này không bao giờ quên ơn cô. Nhưng em không dám nói với mọi người trên Zoom đâu cô. Mình phải thực hiện. Vậy mình cầu nguyện xin ơn trên.
để mà dẫn dắt mọi người trên toàn thế giới này, người nào đến với cô là một cái duyên. Mà cái đó là you